Xin được chào các bác. Nay đi làm về sớm, cũng không đi đâu. Cây mới thì cũng không có các bác. Lôi mấy cây cũ cũ ra lại quay lại các bác. Đấy, bác nào mà xem rồi thì thấy thì sẽ nhận ra. Bác nào chưa xem thì là cũng một cái chia sẻ vui vui. Đấy. Thì một số cây tí em nhặt ra thì để mình cùng bàn luận, chứ cũng không có cây mới để làm, mà cây cũ thì cũng chưa đến lúc làm, chỉ quay thôi, quay chia sẻ thôi. Đó, thì cũng có mấy cái điều muốn nói chuyện với các bác tào lao tí. Tức là trong cái chuyện chơi cây ấy, đấy, nó chia nhiều thể loại lắm. Có người thì đầu tiên là nói về con người đi. Con người thì chơi cây ấy, thì có những cái thể loại như thế này, tạm gọi thể loại các bác nhé, nó hơi thô thiển nhưng mà thế này, tức là có người chơi đại đa số bây giờ là chơi đơn thuần là có cái cây trong nhà là vui rồi, nó chiếm đến khoảng 80%, trên 80% là gọi là cũng tạm gọi là người chơi đi. Người ta cũng rất thích cây cảnh nhưng mà có cây trong nhà là vui rồi. Những cây thế, những cây đắt tiền là người ta bỏ qua, không quan tâm. Đấy. Thế có những người thì lại sâu hơn một chút, đam mê cây cảnh nhưng mà yêu thích những cây thế, những cây nó tầm, có tiền một chút. Nhưng mà và một cái thể loại nữa là chơi sâu là chơi như thợ thuộc thể loại thợ đi. Thì trong cái thể loại thợ ấy, thì người ta chơi rất là mạnh, chơi chuyên sâu ấy, thì lại có thể loại là người thợ có tiền, thợ có tiền và người thợ ít tiền. Người thợ có tiền thì người ta nhập những cây nó rất là khủng, tiền tỷ về, mà tiền tuổi người ta lên rất là nhanh, tất nhiên người ta cũng làm được cây. Có thể loại thợ thì làm đẹp cây nhưng mà chỉ đi làm thuê, hoặc là trong nhà mình chỉ có một vài cây được thì còn đâu là toàn những cây phôi, những cây nho nhỏ, ví dụ như vậy. Đấy, thì nó là cái hoàn cảnh. Đấy, thế tạm gọi là trong và còn lại là người đấy thì có mấy cái, chia ra mấy là cái dạng cơ bản như thế. Thế còn cây thì cây thì có người chơi cây tinh, cây kỹ. Cây thì cũng chia ra nhiều thể loại, cây chuyên sâu, cây to. Nếu về kích thước thì có cây to là tầm từ ngừa con người, sức người tầm 5 người trở lên, không mà tầm 5 người trở lên phải bê vác ấy, thì là thực hiện cây to rồi. Đấy, còn từ tầm 5 người xuống đến 2 người B là cái tầm trung. Và từ 1 người B rồi xuống là cái mini. Có thể cao hay là thấp thì tạm thời chưa nói, nhưng nó là cây mini. Đấy, thì cây nào cũng có cái giá trị riêng của nó thôi. Có những cây mini cũng, dòng nào thì có những cây đẹp. Ví dụ cây mini thì có những cây rất đẹp hàng 100 triệu, nhưng mà nó chỉ, các bác thể tưởng tượng là cái cây bé nó đẹp mức hàng 100 triệu thì nó kinh khủng lắm, nó gần như là rất là ít. Thì cái cây bé nó có cái hạn chế ở chỗ đấy, giá trị nó không thể lên được tiền tỷ, rất khó. Cây tầm trung thì có và lên được tiền tỷ nhiều, thậm chí là phôi. Và nó đang phù hợp với rất nhiều anh em thợ cũng như dân chơi chuyên là cây tầm trung. Bởi thứ nhất là nó to đại thì không nói, nhưng nó đầm, sức sống nó khỏe. Cái thứ hai là vận chuyển bê vác, thay chậu, thay đất các thứ nó vẫn nhẹ nhàng, vẫn làm được. Đấy, và anh em đang rất chuộng. Còn hàng to kén người chơi hơn. Hàng to thì thường là công trình nhà vườn. Đấy,
thì kén người chơi hơn. Tất nhiên tiền tỷ nó rất là nhiều nhưng mà nó không phù hợp với đại chúng được lắm. Còn cây mini thì phù hợp với trên phố thôi. Và cái hướng tới của người kinh doanh thì thường thường người ta cũng hướng những cái tầm trung nhiều hơn. Tất nhiên mini cũng có nhưng mà nó không đậm tiền bằng. Các bác hiểu, ví dụ cây tầm trung các bác dễ dàng quát hàng vài trăm triệu, nhưng cây mini này quát vài trăm triệu rất khó. Thậm chí nó rất đẹp nhưng rất khó. Đấy. Thế thì có trong cái giới chơi cây như vậy. Thì anh em, một số anh em thợ ấy, thì ví dụ một số anh em làm truyền thông, ví dụ như em này. Thì có những anh em thì làm thì vừa làm cây vừa làm truyền thông được. Có những anh em thì chỉ đi quay phim thôi. Và nó đi rất nhiều mà không biết gì về cây đâu. Đấy, thì nó sẽ có hai màu sắc. Con người, một cái người mà làm truyền thông và làm cây ấy, thì người ta thường thiên hướng đến những cái video người ta làm cây và quay lại. Đấy. Thế nhưng mà rất khó cái chỗ này. Lại nó lại trong cái thể loại này lại chia thành hai loại. Ví dụ như em là cái thể loại nghèo nàn ấy. Hướng tới là cái vừa quay phim vừa làm cây, nhưng mà nghèo nàn là ít cây và không có cái cây nào nó nổi trội để anh em nhớ tới nó có tên có tuổi trong làng cây ấy. Đấy, nó rất khó bởi vì cái hoàn cảnh, cái thứ hai là cái công việc của mình. Còn như anh em nào mà thợ vừa làm truyền thông vừa làm quay phim vừa làm cây cảnh ấy, mà chuyên sâu ấy, thì rất mạnh. Họ có những cây dấu ấn của họ, thậm chí là họ nhập về những cây khủng để họ làm. Đấy. Chứ còn bây giờ đa số cây cảnh bây giờ là kế thừa các bác nhé. Thậm chí những cái phôi hoặc là đẹp tiền trăm thì toàn là kế thừa, cây hoàn thiện cắt ra mà. Và nó để bảo mà làm ra một đời người một cây, bảo ông làm được cây gì chưa thì nó khó lắm các bạn. Nó hàng đời người, chúng ta kế thừa được. Chúng ta có những nét làm mới trên cái chất liệu cũ, như vậy là thành công rồi, nghệ nhân rồi. Hoặc là gây dựng những cái phôi cho đời sau. Thì đấy là câu chuyện của người làm cây. Và anh em thì rất được công nhận. Chứ các bác đừng nói là cái chuyện là các ông đã làm được cây nào ra hồn chưa. Thì thực tế là rất khó, nó hàng đời người. Những cây đẹp bây giờ thường là kế thừa thôi. Đấy các bác ạ. À, thế thì có đôi điều nói chuyện với các bác như vậy. Chơi cây này thì nó dưỡng tâm dưỡng tính rất là nhiều. Và bây giờ giá của nó thực tế là rất là kinh khủng. Bây giờ người ta chơi tinh, khôn hơn ngày xưa. Có kiến thức hơn thì đúng hơn. Và cái mắt thẩm mỹ người ta tốt hơn. Ngày xưa cũng có những người đại gia chọc phú bỏ hàng tiền tỷ, thậm chí hàng triệu đô mua những cái cây đẹp, những cái khủng. Nhưng mà nó ít thôi. Nhưng bây giờ rất nhiều người bỏ ra, thậm chí rất nhiều người trẻ bỏ tiền ra, rất nhiều tiền mua cây về. Nhưng mà những cây họ bỏ ra đều là những cây chất lượng. Còn một số anh em mới chơi cây hoặc là có tiền nhưng mà lại mới chơi cây thì khó. Cái đấy thì tôi không nói vội vì là ai cũng có cái giai đoạn như vậy. Khi mà mới vào cây các bác gặp mà những cái cây nó bình thường như cái cây si chẳng hạn, trong đầu các bác lúc đấy đã thấy nó đẹp lắm rồi, đẹp lắm. Những cái cây xa vời thì không nói, nhưng mà gặp những cây này đẹp lắm. Thì bao giờ mình mới làm cái cây như này, thấy lúc thấy nó đẹp thì mua về tâm đắc lắm. Một thời gian sau các bác nhìn thấy những cái cây đẹp hơn, các bác đi nhiều, các bác gặp nhiều, giao lưu nhiều, các bác thấy những cây này lại thấy bình thường, muốn có những cây khác. Thì đấy là cái mắt thẩm mỹ của mình nó đang lên. Và chơi cây thì không nên vội. Có những lúc kể cả thợ các bác nhé, kể cả thợ thì kể cả thợ nhìn một cái cây nào lần đầu tiên cảm xúc nó mạnh, ví dụ cây nào nó hợp nhìn cảm xúc nó mạnh đó. Lúc ý khó kiểm soát lắm, nhất là khi mà có tiền rồi mà chủ họ muốn giao lưu thì rất dễ mua vào. Thì trong đấy thì sau đấy thì khoảng một vài hôm ấy, thì các bác ngắm lại thì thấy một số cái điểm yếu của cây hoặc là
như nào đấy các bác không còn máu như cái lúc mà mình muốn mua bằng được. Thì đấy thì là cái cảm xúc. Thì mà muốn chế ngự cái này thì đúng là chỉ cần phải cần có thời gian hoặc là cái người người ta đi cùng, người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta góp ý cho mình. Và còn lúc đấy mà các bác có thông được não hay không, hay là đại loại là có ngấm được không, thì là quyết định mua hay là không thì là lúc đấy. Nhưng mà thường là lúc đấy thì nó mê muội lắm các bác. Mình chỉ nhìn vào những cái đẹp thôi, những cái xấu của nó mình gần như mình chấp nhận hết, mình bỏ qua hết. Lúc ấy cảm xúc nó mạnh các bạn. Đấy, tất nhiên có những cây mà nó đẹp mỹ mãn bây giờ mà ai muốn sở hữu thì chỉ ngắm nó không bao giờ là chán. Đấy các bạn, thì là một số cái chia sẻ như vậy. Các bác hy vọng các bác lắng nghe và có những cái đường đi cho đúng đắn cho mình. Em thì cũng không có cái gì cây gì nó đẳng cấp, cũng không có cái tuổi đời cũng không nhiều. Đôi khi các bác đừng hiểu lầm là dạy đời các thứ, nhưng mà nó là cái tâm sự các bác. Đấy thì có quay một số cái cây được bác xem. Không có lại một cái video làm nhà mình cũng chẳng có cái cây gì. Cái phôi này thì em đây thuộc hàng mini, hàng 1B nhẹ. Cây này rất thích nha mày. Đấy nó còn phôi này thì làm biết bao lâu nó xong, còn lâu lắm. Đây các bạn nhìn, một cây thân trực rất ụi, rất ụi. Bác xem xanh quê. Đợt vừa rồi nó bị nắng, em mang lên đây thì bỏ mất, phải cắt đi cái lượt tay đầu tiên. Bây giờ lại nuôi lại. Nó bị chậm. Đấy, mặt kia nó cũng đẹp, cây rất ụi. Mặt kia cũng đẹp. Đó. Còn cái xanh này thì càng ngày nó càng đẹp lên, rất là hay, cái xanh rất hay. Cây này thì nó làm răm nó sướng lắm, răm nó sướng lắm các bác. Cái dòng này và lá nó rất là đẹp, rất là nhỏ, rất đẹp. Và nuôi cũng rất là nở, rất là nhanh, nở rất nhanh. Tất nhiên nó là cây đẳng cấp mà trầm trồ thì nó không nói đến, nhưng mà nó thuộc một cây mà nó tầm quanh quanh 10 triệu thì nó là một cây hay. Hiện tại bây giờ các bạn, cái giá cây nó đang như vậy, một cây hay. Và nó là cây cốt chậu, nó rất là vừa có một chút cổ mà vừa thôi, có những cái tay cành nó phóng khoáng như bây giờ. Đấy, cái quả phúc trên tổng thể đây sẽ là một cái quả phúc rất là đầy, nhưng mà trong cái quả phúc này, cái lối làm bông răm mới lại chia ra những cái quả nhỏ nhỏ, ghép lại tổng thể thành một cái quả phúc. Khi mà bác rút răm ra các bác nhìn, nó sẽ có những cái, đây là ngọn chính, mà tính tổng thể cả quả phúc này là ngọn, khi ngoài các cụ ngày xưa, bây giờ là đây là ngọn chính, và chia ra những cái kênh tròn nhỏ để ghép thành cái quả phúc. Cây này thì rất là phóng khoáng, đi chạy cảnh. Tôi đang nuôi thêm một bông lái ở đây, và cái này bông này đỡ ở đây dưới này, thế là ok. Nhưng mà khi nào nó bằng ngón tay út thì tôi mới cắt được cái ngọn này, cái tay này. Đợt này cố gắng nuôi chứ không cắt phá gì nữa. Đó. Trước thì thực tế tôi muốn quay video chia sẻ các bác nhiều nên tôi hay cắt sớm, các bác thông cảm. Đó. Cây này cốt trọng. Cái xanh này thì hôm vừa rồi mới rút răm thì đã lú nhú rồi. Đẹp, cái đẹp. Cái sung này tôi đang lật lại vì hôm trước cái mặt này nó quay đằng sau thì nó nắng, nó hất ra đây. Quay ngược lại cho cái mặt kia nó còn nắng. Nó là một cây hay. Cây túc. Thì tại tôi bóc hết bệ hết đất cho nên nó chậm phun, hôm nay nó mới phun đỏ đỏ này. Đấy, lú. Và cái cây xanh quê này cũng rất là sáng, lên chậu này, lên cái chậu tàu đây rồi. Ở trên kia còn một số phôi nữa, rồi tôi cũng chết mất nhiều. Tôi lên chỗ này chết nhiều, nắng lắm. Bây giờ mới làm được cái mái này, chết nhiều lắm.
đấy thì cũng thi thoảng có vài cái cây thôi nhưng mới lên đây ngắm. Ở quê một số cây to nữa đấy, một số cây thì cũng đã giao lưu cho anh em, một số cây thì ra đi mãi mãi, còn một số cây thì cũng đi đem tặng, ví dụ như vậy. Nó cũng loanh quanh thế thôi chứ thực tế là có mỗi bãi này, nhưng mãi nó mới chẳng đầy được cái chỗ cây này. Nhưng mà lâu nay thì tôi vướng nhà cửa thì tôi không vào cây nào mới, ít lắm, ít vào cây mới, thèm lắm mà không vào được. Đấy thì đôi điều chia sẻ các bác chuẩn bị là cuối tuần. Chúc các bác có những con đường đi đúng đắn cho mình, cuối tuần vui vẻ nhé các bác nhé. Xin cảm ơn các bác.